Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2019. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có một số nội dung chính sau đây. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố kết hợp ban tổ chức thành quỹ Châu Đốc, tổ chức lễ khai giảng lớp đối tượng phát triển đảng khoa 4 năm 2019. Công an thành phố Châu Đốc tổ chức khai giảng lớp tập quấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2019 công ty xuất nhập khẩu An Giang Hit Anshimet Châu Đốc 2 phối hợp trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Quân tổ chức chương trình 4S tập quấn kiến thức luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Quân. Sau phần tin có bài văn hóa ẩm thực kết nối du lịch và bài đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố kết hợp với Ban tổ chức Thành ủy Châu Đốc tổ chức lễ khai giảng lớp đối tượng phát triển đảng khóa 4 năm 2019. Đến tham dự có đồng chí Đinh Văn Bảo, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Châu Đốc. Trong 10 ngày học tập, 41 học viên thuộc 4 đảng ủy và 5 chi bộ cơ sở được báo cáo viên thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của 5 chuyên đề do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn thông tin những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng của đảng. Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đinh Văn Bảo, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, nhấn mạnh việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng là yêu cầu trong công tác xây dựng đảng. Vì vậy, trong quá trình học tập, mỗi học viên cần phải chấp hành nghiêm nội quy lớp học, nâng cao ý thức tự giác, nghiên cứu, nắm chắc những kiến thức cơ bản về đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phấn đấu kết thúc khóa học 100% đồng chí hoàn thành và được cấp chứng chỉ. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Công an thành phố Châu Đốc tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2019 cho 96 đồng chí là lực lượng bảo vệ dân phố thuộc 5 phường trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Đến tham dự có Thượng tá Phạm Thành Mỹ, trưởng Công an thành phố Châu Đốc. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được triển khai một số vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động bảo vệ dân phố, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở, theo chức năng nhiệm vụ của bảo vệ dân phố, công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong lực lượng bảo vệ dân phố, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác nắm tình hình, công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hiện trường, áp giải đối tượng, công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở và công tác dân vận và kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, công tác tổ chức hội nghị bảo vệ dân phố, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho lực lượng bảo vệ dân phố phục vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 9 tháng 11 năm 2019, công ty xuất nhập khẩu An Giang Hit Angimes Châu Đốc 2 phối hợp với trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Quân tổ chức chương trình 4S, tập huấn kiến thức luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho trên 700 giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Quân. Chương trình tập huấn bao gồm tuyên truyền về luật giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, thực hành trên máy tập lái xe RT. Chương trình không chỉ cung cấp cho giáo viên, học sinh những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, cung cấp số liệu được cập nhật mới nhất về tình hình giao thông hiện nay, làm giáo cụ hữu hiệu cho giáo viên giảng dạy cho học sinh trong giờ học ngoại khóa do nhà trường thực hiện. Chương trình thu hút sự chú ý không chỉ giáo viên trong nhà trường mà còn thu hút sự tham gia của đông đảo phụ huynh học sinh tham dự. Ngoài chương trình tập huấn Hit Anemes châu đốc hai, còn thực hiện trưng bày các dòng xe mới nhất của Honda hiện nay như Winner 150, Way Alpha, Blade. Bên cạnh đó còn có khu vực trưng bày phụ tùng, phụ kiện Honda chính hãng và kiểm tra sửa chữa thay dầu nhớt miễn phí cho xe. Thời gian qua, thành phố Châu Đốc từng bước đổi mới, tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học, tỷ lệ học sinh đầu tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông mỗi năm đều tăng bảo đảm vừa mở rộng quy mô một cách hợp lý, vừa củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả ở tất cả các cấp học, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về chất lượng, quy mô giữa các phường xã, củng cố mục tiêu phổ cập giáo dục, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Bên cạnh đó, thành phố Châu Đốc cũng đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố, nhất là tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình. Đến nay thành phố có 30 trên 35 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 85,71% so với kế hoạch. Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi các cấp học ở mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được duy trì đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu giao. Ngoài ra thành phố Châu Đốc cũng đang tiếp tục thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2020 theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra. Từ đó góp phần đổi mới mạnh mẽ toàn diện giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực để thành phố Châu Đốc phát triển kinh tế bền vững. Hội Dân học Nghệ thuật Thành phố Châu Đốc vừa tổ chức Đại hội Phân hội Mỹ thuật Thành phố Châu Đốc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ vừa qua, Phân hội Mỹ thuật đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, động viên đội ngũ họa sĩ, người sáng tác hội họa, đồ họa, điêu khắc, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới nhằm tạo ra nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật các hội viên chấp hành tốt đường lối, quan điểm, văn hóa dân nghề của đảng, hoạt động chuyên môn, gương mẫu chấp hành điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động. Dịp này, Hội Dân học nghệ thuật tỉnh An Giang đã tặng giấy khen cho một tập thể và bốn cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đã bầu ông Huỳnh Tiến Thịnh làm phân hội trưởng phân hội mỹ thuật thành phố Châu Đốc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 9 tháng 11 năm 2019, tỉnh xá Ngọc Châu kết hợp với Quỹ ban mặt trận Phượng Châu Phú Bê tổ chức phát tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, Phật tử trong và ngoài địa phương. Mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng do tỉnh xá Ngọc Châu vận động từ các mạnh thường quân và Phật tử hỗ trợ. Được biết tổng kinh phí phát quà đợt này là 45 triệu đồng, qua đó nhằm giúp đỡ cho người nghèo có thêm điều kiện dương lên trong cuộc sống. Ngày 9 tháng 11 năm 2019, tỉnh xã Ngọc Châu kết hợp với đoàn khám chữa bệnh nhân đạo Y Thiện tổ chức khám bệnh và cắt tóc miễn phí cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Phú B. Dịp này, đoàn y bác sĩ đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua khám chữa bệnh nhằm giúp cho người dân có điều kiện được tiếp cận sớm với các dịch vụ y tế, phát hiện bệnh sớm để có biện pháp can thiệp kịp thời qua đó giúp cho người dân biết cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe phòng chống bệnh tật sử dụng thực phẩm sạch an toàn có chế độ sinh hoạt lành mạnh dinh dưỡng hợp lý đảm bảo sức khỏe thời gian qua các hoạt động văn hóa văn nghệ thông tin thể dục thể thao trên địa bàn thành phố châu đốc tiếp tục phát triển đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh nét đẹp về con người châu đốc phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm theo đúng nghi lễ truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc cùng với đó, công tác kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa được các ngành phối hợp thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Các hoạt động truyền thanh truyền hình luôn được thực hiện tốt, các bản tin không ngừng nâng cao chất lượng, mở nhiều chuyên mục, cải tiến chương trình với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú, phản ánh kịp thời những sự kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ tốt nhu cầu thông tin của người dân. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tổ chức nhiều giải thi đấu như quần vợt, bóng chuyền, cầu lông, diệt giả, thu hút được rất nhiều vận động viên, cổ động viên đến tham dự, tạo không khí vui tươi, thoải mái. Năm năm qua, thành phố Châu Đốc luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, góp phần làm giảm bớt sự chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp nhân dân. Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm dự kiến đến năm 2020, thành phố không còn hộ nghèo. Các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn được thực hiện tốt. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề so với tổng số lao động mỗi năm đều tăng, ước đạt 101% tương đương 6.336 lao động, đã giải quyết việc làm cho 31.340 lao động, đạt 110% kế hoạch. Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, hệ thống cơ sở y tế được mở rộng, 100% khóm ấp được bố trí cộng tác viên y tế. Công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ y tế ở phường xã được thực hiện thường xuyên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia về phòng chống dịch bệnh gây nguy hiểm trên người, gia súc, gia cầm. Hiện nay có 7 trên 7 phường xã duy trì đạt chuẩn quốc gia y tế xã và đạt chuẩn tiên tiến về y học cổ truyền. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2020 là 10,55%. Cùng với đó, công tác xã hội hóa trên lĩnh vực y tế có bước phát triển mới. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh tư nhân cùng với hệ thống y tế công lập cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương và trong khu vực. Từ đó góp phần quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân thành phố Châu Đốc. Hàng quả có xuất xứ nước ngoài nhưng đồi lốt nhãn mát xuất xứ Việt Nam để lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và trục lợi từ những ưu đãi do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại cho hàng hóa Việt Nam thời gian qua xuất hiện bằng nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi với sự tiếp tay của không ít cá nhân doanh nghiệp Việt Nam. Thực ra trước đây, hàng hóa nước ngoài có chất lượng thấp xâm nhập tràn lan vào thị trường Việt Nam đã gây mất niềm tin nghiêm trọng với người tiêu dùng Việt Nam. Vì vậy, lâu nay đã có hiện tượng đội lốt hàng Việt Nam để đánh lừa người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên đến khi Việt Nam tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với mức độ ưu đại rất cao từ các nước tham gia khác, nhất là khi các nước bắt đầu áp dụng mạnh tay các biện pháp phòng vệ thương mại với nhiều lý do khác nhau, các đối tượng gian thương lại càng ráo riết tìm mọi cách cho hàng hóa nước ngoài đòi lốt hàng Việt Nam nhiều hơn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã sớm nhận diện được hiện tượng này và đã có những chỉ đạo cụ thể, thể hiện quyết tâm rất cao trong việc triệt phá tận gốc, xử lý thực nghiêm những đối tượng trực tiếp hoặc tiếp tay cho hành vi đội lốt hàng Việt Nam. Điều rất quan trọng là các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam cần nhận thức rõ những nguy hại từ hành vi trực tiếp hoặc tiếp tay cho doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài dùng hàng quá nước ngoài đội lốt hàng Việt Nam. Đó không chỉ đơn thuần là hành vi gian lận thương mại gây thiệt hại cho lợi ích của doanh nghiệp hàng hóa Việt Nam, mà còn là hành vi phá hoại hình ảnh, uy tín, thương hiệu quốc gia. Đừng vì lợi ích trước mắt mà đang tâm kéo tục sự phát triển của đất nước, đánh mất những cơ hội phát triển quý báu mà các cơ quan nhà nước đã phải rất dứt giả đàm phán mang lại cho hàng hóa, doanh nghiệp và nước nhà. Việc hàng hóa nước ngoài phải đổi lốt hàng Việt Nam chính là bài học nhãn tiền cho hành vi vì lợi ích trước mắt mà phá quỷ niềm tin, uy tín của người tiêu dùng vào các sản phẩm đại diện cho hình ảnh một quốc gia trên thị trường quốc tế. Chữ tính được xây dựng dung đắp trong thời gian rất lâu mới thành, nhưng rất dễ bị tổn hại và rất khó khôi phục một khi đã bị tổn hại. Tự mình tránh xa những việc làm trục lợi vô liêm sĩ sẽ tốt hơn rất nhiều khi bị phát hiện và xử lý bởi pháp luật. Khi ấy, uy tín gây dựng cả đời không chỉ tiêu tan trong chốc lát mà tiếng xấu còn mang mãi sau này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92 MHz. Thưa quý vị và các bạn, An Giang không chỉ được biết đến là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử mà còn là nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống cộng đồng dân cư như Kinh, Hoa, Chăm, Khmer và nhiều tôn giáo cùng sinh hoạt với nền văn hóa đa dạng. Cũng chính vì thế mà phong cách ẩm thực ở đây cũng rất phong phú với những nét đặc trưng mang dấu ấn rất riêng. Chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Văn hóa ẩm thực kết nối du lịch trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội du lịch đã trở thành nhu cầu thiết yếu quan trọng trong đời sống con người có rất nhiều loại hình du lịch được quan tâm nghiên cứu trong quá trình phát triển du lịch một trong những loại hình du lịch đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và thu hút khách du lịch đó là loại hình du lịch gắn với việc khai thác bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia dân tộc dựa trên những tiềm năng thế mạnh của tài nguyên du lịch tại điểm du lịch bao gồm tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân dân. An Giang là một vùng đất có rất nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch, văn hóa sinh thái, hội đủ các điều kiện về tài nguyên tự nhiên như sinh thái rừng, sinh thái cửa sông, sinh thái hồ, sinh thái miệt dường. Tài nguyên nhân dân ở các khu bảo tồn thiên nhiên. Phát triển du lịch sinh thái ở An Giang có ý nghĩa quan trọng, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập, nâng cao dân trí, ý thức trách nhiệm cho cộng đồng người dân địa phương, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của ngành du lịch trên quan điểm tài nguyên và môi trường, du lịch sinh thái, góp phần bảo tồn tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng. Trong phát triển du lịch, ẩm thực là một sản phẩm rất quan trọng, góp phần tăng hiệu quả xúc tiến du lịch. Ẩm thực mùa nước nổi là một thế mạnh để phát triển du lịch An Giang, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế, tham gia quá trình chế biến các món ăn, cách thức thưởng thức món ăn, hòa minh với thiên nhiên của du khách. Thêm vào đó kết hợp với các giá trị khác như môi trường sinh thái nhân dân, giá trị tâm linh lịch sử sẽ góp phần tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù của An Giang, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, kích cầu du lịch tại địa phương. Ngày nay, du lịch không còn được hiểu theo nghĩa đơn giản và thuần tí là thưởng thức và trải nghiệm mà qua du lịch có thể thấy được vai trò của con người. Con người đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa hai yếu tố tự nhiên và nhân dân chính hoạt động có chủ đích của con người, trong đó có hoạt động du lịch quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững của cả hệ thống tự nhiên, con người xã hội. Sự tác động của môi trường tự nhiên đã có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa ẩm thực của người Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng, đặc biệt là vào mùa nước nổi. Ẩm thực mùa nước nổi ở An Giang phản ánh rõ nét mối quan hệ chặt chẽ giữa con người với môi trường tự nhiên trong quá trình tiến về phía nam để mở mang bờ cõi qua quá trình chinh phục thiên nhiên ẩm thực của cư dân dùng đất này đã thể hiện rõ thái độ ứng xử của con người đối với tự nhiên để đảm bảo duy trì cuộc sống con người đã biết tận dụng những nguồn sản vật dồi dào từ thiên nhiên sông nước ban tặng chọn lọc sáng tạo nhiều món ăn phù hợp với điều kiện sống của vùng đất mới sự thích ứng với môi trường tự nhiên của cư dân tại vùng đất này cũng đã thể hiện được tính sáng tạo và linh hoạt của con người, tạo nên những nét đặc trưng riêng, độc đáo trong văn hóa ẩm thực tại vùng đất An Giang, một vùng đất mới đầy ưu đãi nhưng cũng đầy thách thức. Bên cạnh đó, văn hóa ẩm thực còn thể hiện nghĩa tình gắn bó và san sẻ cho nhau trong lối sống của người dân miền sông nước, chẳng cầu kỳ cao sang Đơn giản, chỉ là những hương vị mộc mạc cây nhà lá vườn bình dị, nhưng làm khách phương xa dường vấn mãi. An Giang xác định du lịch là một trong ba lĩnh vực đột phá trong phát triển kinh tế, cùng với tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cấp hệ thống giao thông, cần chú trọng quảng bá văn hóa ẩm thực ở các địa phương. Bởi đối với du khách, những chuyến du lịch không chỉ mang ý nghĩa tham quan, tìm hiểu hay khám phá mà còn là khoảng thời gian để nghỉ ngơi thư giãn và thưởng thức những món ăn ngon của mỗi nơi đến. Thế nên ẩm thực chính là phần chất của những tour, tuyến góp phần kết nối vùng miền và giữ chân du khách. Có thể nói, ẩm thực kết hợp với du lịch là hướng đi tích cực, có định hướng và có tầm nhìn. Vì vậy địa phương cần đầu tư nhiều hơn nữa. <laughs> để xây dựng ngày hội ẩm thực mùa nước nổi thành một thương hiệu được nhiều du khách biết đến và tin tưởng hy vọng trong tương lai du lịch ẩm thực mùa nước nổi dùng an giang sẽ có nhiều bước chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào việc thu nguồn lợi kinh tế cho dùng Thưa quý vị và các bạn, những năm qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài: Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn phong trào với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, từ đó góp phần làm cho phong trào ngày càng khởi sắc và phát huy hiệu quả. Một trong những điểm nhấn trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chính là tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, xã phường thị trấn cơ quan đơn vị văn hóa. Đến nay, Toàn tỉnh có 507.045 hộ gia đình văn hóa, đạt 93,31% tổng số hộ gia đình, 863 khớm ấp văn hóa, đạt 97,18% tổng số ấp, 58 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 49,57% tổng số xã, 17 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 43,58% tổng số phường thị trấn, 171 cơ quan đơn vị doanh nghiệp, 43 cơ quan, 66 đơn vị và 62 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018 đồng thời ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp tiếp tục củng cố nâng chất và giữ vững các danh hiệu văn hóa đã được công nhận các hoạt động văn hóa văn nghệ tuyên truyền cổ động triển lãm thông tin lưu động đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân nhất là tại vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giữ vững an ninh biên giới lãnh thổ Nhờ đó phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không chỉ lan tỏa mạnh mẽ ở khu vực thành thị mà còn ở khu vực miền núi dùng sâu dùng xa dùng đồng bào dân tộc ông danh dara ngụ xã thế sơn tỉnh biên cho biết thông qua công tác tuyên truyền tôi đã tích cực vận động gia đình người dân hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa nhất là trong tiệc cưới tiệc tang hạn chế các hữu tục tập quán lạc hậu phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khmer nói riêng và dân tộc việt nam nói chung đồng thời chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn hóa mới. Điểm đáng chú ý trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, quy động đông đảo lực lượng và các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tiêu cực môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thời gian tới các cấp địa phương trong tỉnh tiếp tục củng cố kiện toàn ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới việc tang, mừng thọ và lễ hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, quy động các nguồn lực để phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng và khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị, thực hiện quy ước khóm ấp, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng và tạo ra môi trường xã hội lành mạnh phát động đăng ký bình xét công nhận các danh hiệu dân quá công khai dân chủ đúng quy trình để góp phần nâng chất phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống dân quá tuyên truyền khơi dậy ý thức trách nhiệm cộng đồng tinh thần tiết kiệm trong mỗi người dân nhằm đưa dân quá đến từng hộ gia đình địa bàn dân cư các công sở tổ chức đảng chính quyền làm cho dân quá gắn với đời sống hàng ngày nhân rộng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đẩy lùi những biểu hiện tích cực đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế đấu tranh bài trừ các tai nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đơn vị. Các biện pháp đề phòng tai nạn điện trong nhân dân. Các biện pháp đề phòng tai nạn điện trong nhân dân. Kính thưa bà con, ngày nay điện năng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Tuy nhiên ngoài lợi ích nguồn điện mang lại, điện cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại nếu chúng ta bất cẩn và không biết biện pháp phòng tránh. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện tỉnh An Giang, các tỉnh lân cận đã xảy ra nhiều trường hợp tai nạn chết người nguyên nhân do bất cẩn trong quá trình sử dụng điện để phòng tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra trong sử dụng điện công ty cổ phần điện nước an giang hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp phòng tránh cụ thể như sau thứ nhất khi điện trong nhà bị hư hỏng nếu phần hư nằm phía trên đồng hồ điện thì phải báo cho đơn vị quản lý điện gần nhất để sửa chữa số điện thoại có in trên quá đơn tiền điện hàng tháng của khách hàng nếu phần hư nằm phía dưới đồng hồ điện thì bắt buộc phải cắt điện cầu giao chính và treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc, hoặc cử người đứng giữ ngay chỗ cầu giao điện rồi mới sửa chữa. Thứ hai, không được đóng cách cầu giao điện, bật công tắc điện khi tay còn ướt, chân không mang dép khô hoặc đứng nơi ẩm ướt, nếu không đề phòng sẽ rất dễ bị điện giật. Thứ ba, cẩn thận khi sử dụng motor điện để bơm nước hoặc kéo dây điện để thắp sáng ở ao cá bờ sông, đề phòng motor bị chạm vỏ, dây điện bị tróc vỏ bọc, dẫn đến nguy hiểm cho những người qua lại chạm phải và có nguy cơ gây điện giật chết người. Chỉ được kiếm điện vào ổ cắm sau khi đã kiểm tra motor và dây dẫn điện đảm bảo an toàn và phải cắt điện trước khi kéo dây điện hoặc cuộn dây điện lại. Thứ tư, phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong nhà có chạm giỏ hay không bằng bút thử điện. Tuyệt đối không dùng ngón tay để thử xem có điện hay không. Thứ năm, dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây trần, dây điện thoại mà phải dùng dây dẫn có bọc cách điện chất lượng tốt, phù hợp công suất thiết bị sử dụng. Khi nối dây dẫn điện phải nối so le và quấn băng keo cách điện chắc chắn xung quanh mối nối. Thứ sáu, cầu giao điện, công tắc điện, ổ cắm điện phải đặt ở vị trí dễ sử dụng và cao hơn nền nhà 1,5 m Thứ bảy, cầu giao điện, cầu chi bảo vệ phải có nắp đậy an toàn và phải sử dụng dây chì chảy phù hợp với công suất, của các thiết bị sử dụng trong nhà. Tuyệt đối không lấy dây đồng, dây nhôm, giấy bao chì, thuốc lá để thay dây chảy cầu chi dẫn đến không còn tính năng bảo vệ và rất dễ gây quả hoạn khi có chạm chập điện. Thứ 8. Không trồng và để cành cây, dây leo của gia đình phát triển gây ảnh hưởng đến trận hành an toàn đường dây điện, trạm điện, cắm buộc gia súc và thuyền bè dọc cột điện để đề phòng cột bị gãy đổ và bị điện giật. Thứ 9, không phơi quần áo đồ dùng lên dây điện, không mang vác lắp dựng cây dài, cột bằng kim loại gần đường dây điện để phòng va chạm vào đường dây điện gây phóng điện dẫn đến tai nạn. Thứ 10, xây dựng nhà gần đường dây điện phải chú ý giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét và phải che chắn đảm bảo khi kéo trực liệu lên xuống không vi phạm khoảng cách an toàn điện. Thứ 11, không dùng điện để ra cá bể chuột hoặc mắc điện vào hàng rào chuồng trại quanh ruộng lúa ao cá để chống trộm gây nguy hiểm đến tính mạng con người. 12. Không dùng các loại gỗ tạp, tre tầm dông để làm cột đỡ dây điện. Không mắc dây điện lên hàng rào cây xanh hoặc kéo dây điện luồn trong kẻ hở cạnh dưới chất tôn rất dễ làm tróc vỏ, cách điện của dây dẫn và làm cho điện rò ra vết tôn. Người vô tình chạm phải gây điện giật chết người. Bà con cần lưu ý khi phát hiện có người bị điện hạ thế giật phải tìm mọi cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện càng nhanh càng tốt bằng một trong các biện pháp sau đây nhanh chóng cắt cầu giao điện gần nhất dẫn đến người bị nạn dùng sào tre cán chổi hoặc thanh gỗ khô gạt dây điện ra khỏi người bị nạn dùng dao búa có cán bằng gỗ chặt đứt dây điện đứng trên bàn ghế bằng gỗ khô hoặc nhựa rồi túm lấy quần áo nạn nhân kéo ra khỏi nguồn điện sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và nhanh chóng đưa nạn nhân đến vị trí thông thoáng khô ráo để cứu chữa. Trong cấp cứu người bị điện giật tuyệt đối, không được đắp bùng lên người nạn nhân hoặc ngâm nạn nhân trong nước. Vì làm như thế nạn nhân sẽ mau bị tử vong. Khi cấp cứu, cần phải xem biểu hiện nạn nhân, sau đó có biện pháp sơ cấp cứu cho phù hợp hoặc làm hô hấp nhân tạo khi nạn nhân đã tắt thở, tim ngừng đập công ty cổ phần điện nước an giang kêu gọi mọi người dân phải hết sức cẩn thận trong việc sử dụng điện không nên coi thường tính chất nguy hiểm của nguồn điện và phải thực hiện tốt các điều cơ bản nêu trên để đề phòng tai nạn đáng tiếc trong khi sử dụng điện xin cảm ơn bà con đã lắng nghe thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt